Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ suy thắng mặt mẹ bé gái 3 tuổi vì đóng đinh vào đầu, trốn chúa lộn chồng, ông con thơ đi theo trai. Tối 12 tháng 3, cháu bé DNA, bé 3 tuổi bị đinh cắm vào đầu, đã tử vong do tổn thương não bởi dị vật quá nặng. Bé A được gia đình đưa về an táng tại xã Canh Nậu, Thạch Thất. Chị Nguyễn Thị Lờ, mẹ cháu bé cho biết, khi nhận tin con gái qua đời, chị từ xã Cần Kiệm, Thạch Thất bắt xe xuống Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn luôn. Ôm bụng bầu, ngồi một góc ngoài hành lang khoa cấp cứu, chị L liên tục khóc nức nở và đau buồn trước sự ra đi của con gái. Tôi rất giận bản thân và giận cả Huyên vì đã gây ra cái chết cho con gái. Tôi ân hận vô cùng, không nghĩ anh ta lại hành hạ con gái mình, chị L nức nở nói. Con tôi có tội gì đâu, trong cuộc sống hàng ngày, Huyên là người sống tình cảm, đôi lúc cũng nóng tính. Bản thân khi quen anh ta, tôi cũng kể về hoàn cảnh của mình và nói về việc nuôi cháu A. Khi đó Huyên đồng ý và thông cảm, chị L nói. Khi về ở tại phòng trọ cũ, tôi không sợ nhưng tôi suy nghĩ rất nhiều. Về đêm tĩnh lặng tôi lại càng thương con hơn. Tôi hối hận vì đã đến với Huyên. Nếu biết anh ta hại con mình như vậy thì tôi đã không sống cùng. Tôi không bảo vệ được con mình, tôi là một người mẹ tồi. Chị L luôn tự trách bản thân. Chị L chia sẻ, mới đầu cháu A rất quý Huyên, thích ở cùng mẹ. Một thời gian sau, thích về ở với chị gái sống cùng với ông bà nội. Chị L chỉ nghĩ rằng con nhớ chị nên muốn về ở cùng chứ không hề hay biết Huyên hành hạ con mình. Trong cuộc sống cũng có lúc anh ta mắng con chị vì cháu nghịch nhưng chưa bao giờ đánh bé trước mặt chị. Chị cũng không nghi ngờ gì khi con gái liên tiếp phải nhập viện vì nghĩ do cháu nghịch và tin Huyên không làm gì hại con. Con không có biểu hiện gì cả, chắc con sợ hãi nên không bảo với tôi về việc bị Huyên hành hạ. Những lần con bị ngộ độc, gãy tay hay nuốt đinh vít, tôi chỉ nghĩ do con nghịch nên vậy. Tôi rất thương con, chỉ muốn có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn chứ không muốn hại con đâu. Ai ngờ lại ra nông nỗi này, bao nhiêu công lao nuôi con giờ tôi mất tất. Một phút sai lầm cả đời không bao giờ quay lại được, chị L nghẹn ngào. Tuy nhiên, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ lại bày tỏ quan điểm không thấy thương cảm hay xót xa đối với người mẹ này. Xin lỗi, tôi không thấy thương cảm hay thông cảm cho người mẹ của bé gái bị tình nhân của cô ta ghim đinh vào đầu. Hôm nay, các trang báo dành những bài to đùng đoàng để luyến. Mẹ của cháu bé xấu số chết thảm dưới bàn tay tàn ác của gã nhân tình, lên khóc lóc, ân hận và tỏ ra mình không biết gì. Khóc lóc cái gì? Sự bất hạnh của bé, cuộc sống bi đát của bé, cái chết đau đớn của bé. Có một nguyên nhân không nhỏ từ việc bé có một người mẹ như cô. Bé cũng có bố, có họ hàng bên nội, có một gia đình từng êm ấm. Dù người bố không được khôn ngoan, lanh lợi cho lắm. Đi lấy chồng, chọn người không khôn ngoan, không lanh lợi, nhưng cuộc sống cũng đâu có đến nỗi tệ hại gì. Cô trốn chúa, lột chồng, ôm con thơ đi theo trai. Một thời gian sau tìm được người như ý, tìm được người hơn chồng như cô thông báo về ly dị kết rẹt và ôm con đi. Ôm con đi, nào đâu có nuôi dưỡng đàng hoàng, tử tế, bỏ con nhỏ cù bơ cù bớt, để gã nhân tình hết lần này sang lần khác hành hạ và cố giết con bé, mà cô vẫn im như thóc. Có chắc là cô không biết điều này không? Nhà nội đã đầy lần van xin cô, nếu không nuôi được con bé, để người ta hành hạ nó thế thì hãy trả về cho bố đẻ. Không lẽ cô không biết? Có người mẹ nào mà con mình hết bị uống thuốc cỏ, hết bị nhét đinh vít vào miệng mà cũng không biết. Sau đó bị tát cho sưng mặt, bị đánh gãy tay cũng không biết nốt. Rồi con bé bị ghim đinh vào đầu, đau đớn cũng không biết luôn. Nếu không biết con mình gặp phải những điều bất thường, không biết những điều đó là bất thường thì có thể làm mẹ được không? Bởi bất cứ người mẹ nào cũng có bản năng của một người mẹ, có linh tính của một người mẹ khi con mình gặp chuyện bất trắc. Nếu cô không có, chắc chắn cô không phải là một người mẹ đúng nghĩa, không có trái tim người mẹ. Liệu sự khóc lóc ỉ ôi của cô có thể làm thay đổi được những người vô tâm, những cái ác bình thường của chính cô mà sinh linh bé bỏng ấy phải gánh? Cô khóc, cô gào là việc của cô. Rồi chuyện đây sẽ là câu chuyện tiếp theo của pháp luật, như câu chuyện của bố đẻ bé Vân An đấy. Bởi vì sẽ khó có cái chuyện cô không biết gã nhân tình của cô hành hạ con bé. Cũng không thể cô không biết gã nhân tình kia cố tình giết hại con bé nhiều lần, rồi cái dễ thấy nhất là đánh gãy tay con bé. Không thể có cái sự không biết một cách kỳ lạ như thế này được. Nên thành khẩn thay vì nhỏ những giọt nước mắt qua loa muộn màng thế này. Vì tình mà bất chấp tình mẫu tử, bất chấp trách nhiệm làm mẹ, bất chấp sự an toàn của con cái, bất chấp mạng sống của con cái, đó là một tội ác khủng khiếp, không kém cạnh hành vi của tên sát nhân đâu. Bởi nếu không có những điều này thì không kẻ nào đụng đến con cô được. Chứ đừng nói giết chết một con bé vô tội như vậy. Công bằng cho bé, một phần cũng làm rõ trách nhiệm rằng cô che giấu hành vi của tên Huyên không? Cô có vì tình mà không tố cáo hắn khi hắn nhiều lần cố giết con bé như thế không? Không thể thương cảm hay thông cảm cho cô được.